Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2021 đã diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sự hội nghị. Trong năm 2020, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ và ngoại hối, hỗ trợ phục hồi kinh tế trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đồng thời chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai quyết liệt các biện pháp ứng phó với tác động của dịch hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tháo gỡ khó khăn do dịch bệnh lũ lụt để sớm phục hồi sản xuất kinh doanh tiếp tục triển khai quyết liệt công tác cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu nhờ đó việc điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong năm 2021, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp hài hòa với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, duy trì ổn định vĩ mô, thị trường, hỗ trợ phục hồi nhanh kinh tế. Chỉ đạo tổ chức tín dụng tiếp tục triệt để tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay, đơn giản hóa quy trình thủ tục, tạo điều kiện cho khách hàng vay mới phục hồi sản xuất kinh doanh nhưng không hạ chuẩn cho vay, bảo đảm chất lượng an toàn tín dụng, duy trì hoạt động lành mạnh của hệ thống ngân hàng.